Chào các bác. Hôm nay em cho người là cắt tỉa vợi những cái cành tăm các bác, nhiều những cành nhỏ làm cho thoáng cái thân, trong thân ra để cho nó tránh bọ xít muỗi nó đọng, nó cư trú ở trong cái cây na của mình này, rồi nó chích lên trái này. Đấy, cái thứ hai nữa là để cho cái dinh dưỡng nó sẽ tập trung, nó nuôi trái nó sẽ lớn nhanh hơn. Đấy. Thì cái trái của em nó như thế này đây. Đây. Đấy. Trái như thế này thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cắt tỉa vợi cành tăm đi. Thì trời thì cũng đang mưa nhỏ nhỏ này này. Đấy, thì chiều hôm nay nó mới cắt được có ít thôi thì em bảo là thôi dừng lại, không cắt nữa tại vì trời mưa các bạn. Cái phần thứ hai nữa là em sẽ làm quang chứ không phải là cắt thế này vẫn chưa được đâu. Đấy. Những cái cành thấp, những cái thành nao vào trong thân như này này. Trong trường hợp nếu không mang trái chúng ta sẽ cắt bỏ hết các bác nhé. Đấy, cắt bỏ hết chứ chúng ta không có để rồi nó vẫn còn um tùm lắm đây này. Đấy, như cái cành này thì chúng ta để. Đấy, cái này chúng ta để này. Đấy, còn những cành này chúng ta phải cắt đi thôi, bỏ đi cho nó thoáng cái thân nha các bác. Cái nào của em khá là to rồi. Đấy. Đấy, mấy cái cành này, đây trái này cũng hơi méo méo một tí, kệ nữa. Sau này nó lớn tí nữa là nó em phun bo canxi thì nó lại trái thì em sẽ tiến hành em tỉa sau. Hai trái đẹp không? Tiếp tục nở bông đây. Thì thời tiết thì nó cũng bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới ấy các bạn. Nó mưa lúc nắng chỗ này thì nó phát triển dẹp rất là mạnh nhá. Trời, chỗ này đậu 4 quả luôn các bạn này. Đấy. Đậu thế này thì không nhất thiết phải để quả này đâu. Để quả này đi. Hai quả đẹp quá. Thôi cứ để rồi tính sau. Trái trên này đã to rồi đây. Đấy, thì qua đây em nói luôn là cái trái như thế này là chúng ta chưa có bọc được các bạn. Này, các bạn thấy không? Cái mắt na là nó chưa có phân một cách rõ ràng đâu. Đấy. Nên là nhiều bác đã bằng như thế này là bằng cái quả trứng gà này, là chúng ta đã bọc rồi thì chúng ta không lên các bác nhé, không lên bọc lúc này. Đấy, chúng ta không nên bọc ngay lúc này. Trái như thế này này, trái này, đấy, trái này bằng quả trứng vịt rồi nhưng chúng ta cũng chưa lên bọc các bạn. Chúng ta chưa lên bọc lúc này này. Đấy. Người nhà em thì tỉa, nói thật sự là tỉa thì chưa đều lắm. Đây, những nhánh này là phải tỉa đi, không để làm gì cả. Những nhánh nào vào thân này này. Đấy, em trao đổi rất là nhiều lần này các bác này, những nhánh mà dựng ngược lên hoặc là những nhánh mà nó đâm vào thân thì chúng ta phải tỉa hết. Đấy, chúng ta không có để. Tại vì cây chúng ta đủ trái rồi này, chúng ta sẽ bỏ, chúng ta không có để nhé. Đấy. Đấy, cắt cho thoáng ra. Thì cái trái của mình nó sẽ rõ ra, nó nhìn nó nhanh lớn lắm. Mấy cả nó thông thoáng ra, nhìn trái nó rất là đẹp đây. Các bạn nhìn này. Đấy. Cây này của em thì chắc nó làm tầm khoảng 40 đến 50 quả chứ đó. Cũng cơ bản này. Cành nào cũng thế, cơ bản. Sau này những cái trái như thế này này, em sẽ để một trái thôi, em tỉa, em bỏ đi một trái. Như này được không? Mẹ cắt cái này cơ bản rồi, nhưng mà những cái cành này nó không có trái này. Những cành này này. Muốn để nó ra chứ. Không, bỏ luôn. Này, cành này này. Để nó thoáng ấy chứ. Không có quả để làm gì đâu. Cắt nhiều chứ. Tiếc lắm. Cắt để tiếc. Thoáng ở đây này, những cái cành này để làm gì đâu. Này. Không, không có để. Và đủ trái rồi để làm gì nữa mà ra hoa đâu ra. Vụ nào vụ sau. Đây này, những cành như này này. Nào ở trong này, tịt lên đây luôn. Cắt sát đây luôn. Để cho nó thoáng cái thân ra. Để nó ra hoa nữa. Này, cái cành này mẹ để nhiều quá. Cành này, những cái cành bên dưới này này. Đấy. Nó mới làm được có 7 cây. Cái cành nào mà nó có trái là không được cắt ngang đâu nhé. Không. Kệ nó, kệ cái ngọn của nó. Đấy. Trái sắp bọc rồi này. Trái kia này. Nữa, phải to gấp đôi. Gấp đôi mới bọc. Vừa rồi nó nở bông rất là tiếc, cái vườn này là gặp ngay cái đợt áp thấp nhiệt đới, nó quất trong một tuần đúng lúc đang nở bông luôn. Trời ơi, em nói bác nó tiếc thôi rồi luôn. Nhưng mà cũng may là nó còn cơ bản là cũng còn tạm tạm. Dạ. Yeah. Cây đó thì phải cắt nhiều lắm. Tại vì nó cây này sao nó không có quả. Cây đấy thì năm nào cũng thế. Nhưng cái đấy hình như do giống thì phải. Na này một phần nếu quyết định có trái hay không là cũng một phần do ảnh hưởng giống đấy các bác nhé. Em trong vườn em có 1 đến 2 cây là gần như là nó rất là chây lì trong quá trình đậu trái. Trái sáng các bác này. Tốt quá. Đấy. Cái tiết
đúng cành như này rồi. Dạ. Mình định cái cành của nó thoáng ra, chứ không phải để dày như thế đâu. Để dày như thế nó cũng không đem lại cái tác dụng gì mà đấy. Thoáng như thế này quả nó rõ luôn này. Quả nào rõ quả đấy. Cái cây đấy là năm nào cũng thế. Cây đấy sắp tới phải bỏ nó đi để ghép cây khác thôi. Cái đấy do giống nhỉ. Vườn có những cái cây mà năm nào cũng thế các bạn. Độc lá không này. Đấy. Cây này nó không tốt à? Này, những cảnh tốt thế này, này bước thế này là cho nó đi thôi. Bảo cứ nghĩ tiếc. Tiếc. Sao đúng không? Ta cứ để rồi nó đâu không? Cắt nó thoáng ra, cho nó thông thoáng cây. Chúng ta bảo mày lên đi xem như thế nào. Này các bạn này. Cắt như này được chưa? Đã không? Cây được vài quả. Nhìn nó thông thoáng này, cái cây nó phải thoáng ra, nhìn cái cành nó mập mạp cơ, cành nó bứt bứt là không thua rồi các bạn. Đấy. Cành mà nó cứ bứt bứt đấy là không ổn đâu. Những trái như này là rất đẹp này. Đấy. Sao cái trái này mà cánh nhánh cứ đâm vào thân như thế này các bạn này. Đấy. Nhưng mà cắt mẹ để ý là bà em về rồi. Thường cắt là để ý là tại vì cái màu xanh của trái ấy, nó hay lẫn vào mấy cái lá lắm. Mà những người lớn tuổi á là làm không nhiều khi cắt không để ý ấy, là hay cắt nhầm nữa các bạn. Bản thân em thì khi đi cắt cũng thỉnh thoảng cũng hay cắt nhầm luôn. Nên là khi làm thì chúng ta để ý một tí. Nhiên thì không ai nói tài được, nhưng mà chúng ta cứ lưu ý một tí là chúng ta sẽ làm nó ổn hơn. Đấy. Với trái như thế này đi, trái này là chúng ta tầm khoảng 10 ngày nữa. 10 ngày nữa mới bọc được các bạn nhé. Đấy. 10 ngày nữa mới bọc. Chúng ta tránh trường hợp chúng ta bọc sớm. Chúng ta không bọc sớm các bạn. Bọc sớm là cái trái nó chậm lớn. Cái thứ hai nữa là nó hay hình thành dẹp sáp. Chúng ta trước khi chúng ta bọc là các bác nhớ cho em là trước khi bọc chúng ta lên xịt thuốc sâu và thuốc nấm. Đấy, thuốc nấm bệnh á. Đấy. Thì vừa rồi có một cái bác điện cho em nhắn cho em nói là xịt cái Daculin của Nhật ấy là nó lám rất là mạnh, nhưng mà em thấy em xịt rồi một số anh em xịt thì lại không thấy nó lám. Đấy, mà có bác xịt thì thấy nó nám trái, nên là các bác lưu ý cho em. Bác nào đã từng sử dụng cái thuốc nấm Daculin của Nhật, cái thằng chai mà 500 SC á, các phản hồi lại cho em nhé, để xem là các bác sử dụng xem là có bị hay không nhé. Tại vì em thấy là có nhiều bác mách em ấy là cái thuốc đó xịt vào trái nó rất là đẹp, đẹp mã. Cái thứ hai nữa là nó sẽ không có hiện tượng mà nó bị vệt đen ở trên cái mắt na này này. Đấy. Nên là chúng ta dùng ấy là chúng ta lưu ý là chúng ta xịt ấy, xịt vào trái non này này thì dòng thuốc nào cũng thế thôi, chúng ta phải xịt nhẹ hơn. Đấy. Chúng ta chỉ xịt hai phần thôi, chứ không được là xịt đúng liều nhá. Đấy. Thì các bác nhớ cho em là cái thuốc nấm Daculin của Nhật, đấy, 500 SC á, là các bác nào đã dùng rồi mà xịt lên trái rồi, lên bông rồi, xem có ảnh hưởng gì không, phản hồi cho em biết với. Tại vì mỗi vùng mỗi khác, có thể là chúng ta xịt xong chúng ta gặp yếu tố thời tiết nó bất lợi á, đấy, nó nắng quá hoặc là hay như thế nào đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến trái, thì các bác comment cho em. Đấy. Chứ còn chúng đây là chúng ta mách nhau mà, chứ còn nhiều khi có em xịt thì không sao, nhưng các bác xịt lại nó lại bị nó lại bị ảnh hưởng thì trở lên lại thành ra là nó rất là mang tiếng các bạn. Những bác comment rồi nhắn tin em nói là tôi xịt mà nó bị nám đen trái luôn, sao lại thế lại, mà sao anh lại báo là xịt cái đấy không sao. Em cứ nói luôn là xịt xong rồi thì thời tiết như thế nào nữa, bác xịt vào buổi sáng buổi trưa hay là buổi tối nữa. Đấy. Rồi lưu lượng bác pha. Đấy. Mà có khi lại luôn là cái thuốc thật hay là thuốc giả đấy cơ. Đấy. Nhiều khi nó cũng nhiều yếu tố lắm. Rồi cái thuốc đó các bác có trộn với cái thuốc gì nữa không, hay là trộn chung thì nó quá liều. Đấy. Hoặc là cái cách trộn ấy, khi pha đấy, đổ chung vào nhau nó phản ứng hóa học, nó thành một cái chất khác, cũng có thể là như thế. Nên là các bác đây này, cái quá trình em trao đổi nhé, không khuyến khích các bác sẽ
sẽ làm y như thế đấy. Nhưng mà các bác cố gắng là khi xịt bất cứ thuốc gì cũng thế thôi, lên thử nghiệm trước là an toàn nhất. Đấy, xịt thử vào vài trái trước, nếu mà trong vòng 2-3 ngày sau nó không bị nám thì chúng ta xịt vô tư rồi. Cái thứ hai nữa là lưu lượng chúng ta pha, chúng ta xịt là phải tuyệt đối là không được nặng quá liều, tại trái nào nó nhạy cảm đấy. Thì còn ví dụ cái trái đẹp như thế này này, tự nhiên bây giờ chúng ta xịt vào nó đen đen xì hết thì thật rất là buồn nhé. Em cũng hiểu cảm giác của cái người mà nhắn tin cho em ấy, rất là buồn. Tuy nhiên thì cái Dacolin đã có rất nhiều anh chị em dùng rồi, chứ không chỉ riêng là một mình em đâu. Đấy, ai cũng khen là nó sáng mã, nó đẹp mã, nhìn trái rất là đẹp. Đấy, thì hy vọng là đây cũng là cái để chúng ta trao đổi, chúng ta nắm bắt, không? Chúng ta nắm bắt để chúng ta làm sao cho nó thành công. Đấy. Chứ em không có bán Dacolin, em không bán thuốc. Đấy. Nhiều bác điện cho em nói là lấy hộ phân, hộ thuốc gì gì đó, em ra tiệm mua em gửi thôi, chứ còn em không có bán. Đấy. Nên là trong quá trình mà các bác sử dụng ấy, là em không sẽ không chịu trách nhiệm trong quá trình là cái chất lượng của cái thuốc đấy, rồi cái tác dụng của cái thuốc đấy. Tại vì em là chỉ là người đang dùng thôi, thì em dùng nào thì em chia sẻ các bác như thế, bảo ạ. Nhưng khi pha, khi xịt thì em làm rất là nhẹ, và hầu như em không xịt buổi sáng các bác. Em không xịt thuốc thuốc sâu với cả thuốc lấm, à, thuốc lấm bệnh thì em xịt là buổi sáng. Đấy, chỉ còn riêng thuốc sâu này, bo canxi này, rồi trung vi lượng thứ này em không xịt buổi sáng đâu, toàn buổi chiều thôi. Đấy. Đấy là cái để các bác chia sẻ với các bác để các bác nắm bắt. Chứ còn chúng ta dùng nhiều khi là cũng là cái thuốc đó, nhưng người thì pha nó đúng liều, người pha nó không đúng liều, nó cũng phức tạp lắm các bạn. Nên là đấy cũng là cái để các bác lưu ý nhé. Làm gì thì cũng phải thử nghiệm. Đấy, trái chắc đậu bông to này cơ mà. Các bác lưu ý nhé. Xịt là kết hợp thuốc. Khi cái trái non trước khi bọc ấy, là chúng ta phải xịt thuốc sâu, thuốc nấm. Đấy, phòng sâu đục trái này, rồi bỏ xịt muỗi này, rồi dẹp sáp này. Đấy, ba cái yếu tố đó chúng ta phòng được, chúng ta diệt được trước. Chúng ta bọc trái vào là cực đẹp. Mà nhớ cho em cái là cái trái phải to gấp đôi như thế này. Đấy, phải to hơn gấp đôi, gấp rưỡi cái quả trứng vịt ấy, thì chúng ta mới bọc nhé. Nhưng còn nhiều người cứ nghĩ là như thế này là bọc rồi, bọc này cực kỳ chậm lớn. Đấy, chậm lớn mà nó hay phát sinh dẹp nấm, hay là nó hay hỏng nữa các bạn. Bọc như thế này nó nằm trong túi nhiều khi là không biết đâu, nó hỏng nào không biết ấy. Nhưng mà chúng ta để cho to ra, to cho nó phình nha, tầm khoảng 150g đến 200g chúng ta bọc thì chắc ăn 100%. Bác nào cẩn thận chúng ta trùm cái xốp vào. Còn cái túi bọc Đài Loan của em thì đa phần thì các bác không dùng xốp, các bác bọc luôn được. Đấy, nhiều bác sợ cái túi nó nung nay á, rồi nó cọ vào đây này, thì mã nó không được lên phấn như thế này thôi, thì các bác dùng xốp. Đấy, nhưng theo em thì dùng xốp được, không dùng xốp được, đều đẹp như nhau. Tất nhiên dùng xốp thì đẹp hơn. Đấy, trao đổi các bác thấy nhá, xốp đẹp nhưng nó tốn hơn. Xốp bây giờ mấy trăm đồng một cái các bác. Vâng, thế các bác nhé, em làm video ngắn ngắn về quá trình là em cho người cắt tỉa cơ bản, cắt tỉa thông thoáng cái này ra. Đấy. Thì cắt tỉa cũng cơ bản thôi, cũng chưa được ý lắm, tại vì để em sẽ cắt tỉa một vài cây để làm mẫu để người nhà em làm. Tại vì năm nay thì em quyết tâm em hạ vợi cái cành ở dưới thấp, thoáng cành dưới thấp ra, chủ yếu là ở cái tàn trên này này. Đấy. Cho nó thông thoáng và tránh bọ xít mũi, nấm bệnh các thứ nó tấn công. Đấy, em ý định em đang muốn làm như thế. Chứ còn chúng ta để rậm rạp quá rất là nguy hiểm, bọ xít mũi rồi nấm bệnh các thứ nó tấn công nguy hiểm lắm. Đấy. Thì sau này cái tàn này của em vụ tới nó sẽ xòa rộng ra rồi. Đấy, nó tỏa rộng cái này, rộng ra thêm khoảng nửa mét nữa là nó rất là rộng, một cây có thể đeo cả 100 trái được. Nên là vô tư, không có gì phải no cả. Em có cung cấp cái túi bọc La Thái. Đấy. Thời gian vừa rồi thì nó đứt mất 20 ngày các bạn, nhưng mà rất mừng là công ty hôm nay có báo em là 3 ngày nữa về. Đấy, chắc chắn về, hàng đã qua Việt Nam rồi, qua cửa khẩu rồi. Đấy, chắc chắn về, nên là thật sự xin lỗi các bác đã đặt túi ở chỗ em. Là vừa rồi là hẹn 2 lần, 3 lần. Đấy, chưa gửi túi để cho các bác, và các bác rất là sốt ruột, các bác cũng rất là lo cho cái vườn cây của mình, là không có túi bọc thì nó sẽ bị trích rồi bị hỏng trái các thứ. Là thật sự là cũng xin lỗi tất cả các bác. Và hứa với các bác là trong vòng 4 đến 5 ngày nữa. Đấy. Thì cuối tuần này nó về rồi, thứ bảy nó báo về đến chỗ em rồi, thì qua chủ nhật em đóng hàng, thứ hai em chuyển ngay cho các bác. Nên các bác yên tâm nhé, các bác cứ chủ động
Đấy, video này buổi tối nay em sẽ đăng lên. Đấy, thì các bác cố gắng là các bác chủ động xịt thuốc trước đi, lấm bệnh các thứ, cắt tỉa thông thoáng ra. Đấy, thì các bác sẽ bọc. Đấy, còn khi cái trái các bác bọc nó to khoảng 150 200g rồi á, thì nó chỉ có là cái con sâu đục quả thôi. Đấy, chứ còn ruồi vàng lúc này chưa chích đâu nhá. Ruồi vàng chích lúc na bắt đầu mở mắt cơ. Đấy, nên các bác yên tâm, các bác chậm một tí 5 ngày 10 ngày đó cố gắng bớt thêm một lần xịt thuốc sâu nữa thôi. Đấy, nên các bác cũng thông cảm cho em với, tại vì tình hình Covid ấy, họ kiểm tra qua cửa khẩu rất là kỹ, làm thủ tục rất là chậm, công ty cũng sốt ruột. Đấy, tại vì hệ thống cung cấp về rất nhiều cái đại lý ở Việt Nam mình chứ không chỉ là một hay hai chỗ đâu. Nên là các bác cũng thông cảm cho em. Đấy, cũng chia sẻ cái khó khăn chung với quá trình là chúng ta làm. Đấy, nên là các bác cũng thông cảm. Vâng, thì chúc các bác có thật nhiều sức khỏe nhé. Làm kinh tế thật thành công. Chào các bác. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi. Em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho lá thái, xoài, bưởi diễn, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic, chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, mít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.